Mấy đi ra cũng đẹp đẽ đó. Đi vô. Mới đây chọn xe được bài hay ta? Học nhanh, kiếm được bài đậu xe nhanh. Giờ. Ồ, cũng vắng khách ta. Đâu. Hôm nay đi qua ca nhạc Việt Nam. Yeah, đi coi ca nhạc mọi người ơi. Mấy chị em đi coi ca nhạc. Ôi ai cũng đẹp đó con. Wow. Ờ, ở bên đó hả chị? Hai cả nhà, bây giờ mình ngồi có mình chờ cho chị ra. Cho ăn ra nè. Yeah. 8 giờ qua cả nhà. Yeah. Hôm nay casino tổ chức ca nhạc. Nó là nói gì rồi? Tổ chức ca nhạc Vietnamese rồi. No no. Kỷ niệm ngày thành lập kỷ niệm ngày anniversary. Anniversary in the casino. Thank you. Can you go home with him? Stop going. I don't care. Go away. Thank you. Thank you. Nhà cho té cái chị rồi. Oh, đây hết. You and me need no market. Come in, you come in. Wow, quá trời bự. No, good. No, water, it's okay. Yes, yeah. Trời có quý. Bây giờ em quay em quay mà. Đó nhưng mà mình ăn cũng giống giống nhau không mà. Xong hàng. Xong mọi người ơi, thanh toán xong hết rồi nè. Sạch sẽ. Đông quá nha. Hôm nay đông quá trời luôn. Đây nè. Đó. Nên quên điện thoại chứ. Mà hồi giờ chứ em cũng quay nhà. Được rồi mà quay nhà. Đi, quay không, đi. Không. Mình phải tắt tiếng. Mình đã để tiếng là nó bị bản quyền. Không cho hả? Bản quyền. Tắt đi. Đó, quay để quay cái cảnh thôi. Dạ. Ủa? Dạnh đâu? Đừng nói vô ngồi kéo máy nha. Ai đi xếp hàng rồi không? Casino nha.
dẫn xuống xếp hàng rồi không? Đi xếp hàng rồi bà. Cái kim kia tôi đâu là mà quên đường về luôn á. Nó. Đi vô đây coi, đi vô đây coi. Vô coi quần áo cả nhà ơi. Shopping. Dài. Con giá này đẹp quá ha. Cho coi cái quần này nè. 100.000. Dễ thương ha. Có 4 mấy đồng cũng được. Được, cái này con trai của hàng. Chạy quá hả? Cái quả cũng sang. Rộng lắm rồi. Dạ. Đây là Thủy. Ôi mấy đôi giày đẹp quá. Đây là Thủy. Dạ. Ủa thầy bên kia chứ không phải thầy bên đây. Đó là nhiều đôi. Không biết lộn. Chắc khoảng 20-30. Dạ hả? Gì? Cái gì dữ vậy? Đây 70. Ồ dạ hả? 70 đồng. 70 đôi cả nhà ơi, mày vô mày vô. 70 à. Hả? 100. Mày vô mày vô. mày vô giày dép 170. Đô nha cả nhà. 170 nhưng mà đô nha chứ không phải là đồng nha cả nhà. Mày vô đi. Đô nó đây nó phải. Bao nhiêu? Wow. Cũng được. Cũng được mà. Vô ra ăn rồi giờ vô shopping nè cả nhà. Thủy còn ké thôi. Một xô ở bên đây. Quá trời đồ trang sức. Cái này đẹp. Mười mấy dòng sợ cũng không hết. Ôi mấy cái giỏ dưới khuôn quá. Thomas O'Sullivan, please give Thomas a hand. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Cowboys Ballroom. We appreciate everyone coming out here. I am Thomas O'Sullivan, director. Mặc dù trên đây đứng nhìn không thấy ai cả, nhưng mà nghe thấy giọng là biết là đẹp rồi. Và thưa quý vị cũng cho anh em ban nhạc Hoàng Thi Thi một tràng rất là lớn. Hoàng music và đặc biệt là cả nhà hôm nay thì đi coi chương trình ca nhạc nhóm nhạc chương trình ca nhạc của Casino Sòng Bài ở Mỹ. Đây là cái chương trình ca nhạc
kỷ niệm ngày mở cửa sân bay đó cả nhà. Người ta mở cửa cho vô coi free, không trả tiền. Vô đây coi cũng được lắm, bữa nay đi coi thì cũng đỡ thôi cả nhà, không hay lắm. Thì chỉ thích có ba ca sĩ ở trong đây, là bữa thì đi coi thì chỉ có Đông Hồ nè, Hương Lan và Thanh Thảo là ba ca sĩ mình nghe được đó cả nhà. Còn những ca sĩ kia thì nghe đỡ thôi. Nói chung thì cái chương trình ca nhạc này thì cũng ok chứ không hay lắm. Nhưng mà đi coi phi thôi thì cũng thích cả nhà. Thì vô đây ngồi coi thì không có mở ca nghe được cả nhà, tại vì bản quyền á, nghe bản quyền, có bản quyền cho không có được, cho nên Thủy tắt tiếng. Thủy sẽ book những cái nhạc này qua cái Facebook của Thủy, cho nếu ai muốn vô coi thì coi. Xin cả nhà thương Thủy cho Thủy một like hay một share, nhắn đăng ký ủng hộ Thủy nha cả nhà. Ở Việt Nam mình mà đi coi chương trình ca nhạc như vậy thì khoảng bao nhiêu tiền, có ai biết cho Thủy biết chứ ha. Tại vì cái chương thường á, chương trình ca nhạc bên đây mình đi ca đi coi thì cũng chắc trăm mấy đô á, nhưng mà cái này là sân bài mở ra để câu khách vô cả nhà, thì mình đi vô đó mình coi ké thôi. Sân bài ở bên Mỹ này cũng lớn lắm cả nhà ơi. Thì đây là ca sĩ Hương Thanh Thảo nè cả nhà, nghe rất là hay luôn, nhưng mà tiếc quá thì không có mở nhạc, nghe tiếng nhạc lên được. Nghe nhà thương Thủy cho Thủy một like, một share, nhắn đăng ký ủng hộ Thủy nha. Chúc cả nhà mình cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Sơn Khang tới đây Khang Khang lâu lắm rồi, Khang mới trở lại vùng này, và đây là một cái vùng có một cái cảnh rất là đẹp. Khang Khang thì Sơn nói đây thì đẹp lắm nhưng mà mưa hoài à. Đâm ra tự nhiên Khang nhớ có một bài hát của nhạc sĩ Chu Hồ, bài hát Cơn Mưa Hà. Sau đây quý khán xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Cơn Mưa Hà. Nếu quý vị muốn nhảy xin mời quý vị ra sân nhảy điệu trong ba, và xin quý vị cho ban nhạc Hoàng Thế Thiên một tràng tay thật lớn. Thank you. Đi đường nào cả? Đi ra đó kiếm gì ở đường này hả? Nào. Quá xá là quá xá đồng. Đại.